Kính chào khán giả và các bạn đang theo dõi kênh Cuồng Bóng Đá Việt Nam. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi và ủng hộ cho ekip của chúng tôi. Và sau đây là những thông tin cực nóng về cầu thủ Quang Hải đang thi đấu tại Pau FC Pháp. Tiền vệ Quang Hải nhận vinh dự lớn lao từ Pau FC sau khi ghi dấu ấn tại League 2 sau chiến thắng thứ 2 liên tiếp ở League 2. Mùa giải năm nay, Pau FC đã có một hành động đặc biệt để tiếp thêm động lực cho Quang Hải và các đồng đội. Pau FC đang có một phong độ vô cùng ấn tượng tại League 2 khi vừa có được chiến thắng thứ 2 liên tiếp trước Nîmes. Hiện tại, đoàn quân huấn luyện viên Didier Tholot đã thoát khỏi nhóm nguy hiểm và vươn lên top giữa trên bảng xếp hạng. Trong chiến thắng của đội chủ sân Nottingham, Quang Hải góp dấu ấn ở thời điểm cuối trận. Theo đó, tân binh người Việt Nam được chiến lược gia người Pháp tung vào sân ở phút thứ 86. Quãng thời gian có mặt trên sân, tiền vệ người Đông Anh di chuyển tích cực và cùng các đồng đội thành công bảo vệ thắng lợi tối thiểu 1-0. Đây đã là thắng lợi thứ 2 liên tiếp của Pau FC trong mùa giải năm nay. Đáng nói, đội bóng áo vàng cũng chính thức bước vào chuỗi 3 trận bất bại liên tiếp tại League 2. Trong thành tích đáng ghi nhận của đội chủ sân Nottingham, Quang Hải đã đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp xuất ngoại thi đấu với bàn thắng đầu tiên trong màu áo Pau FC. Càng ý nghĩa hơn khi pha lập công của tân binh người Việt Nam giúp đội bóng miền Nam nước Pháp giữ lại một điểm quý giá trước Rodez AF, tạo ra đà tâm lý tốt để toàn đội giành hai chiến thắng sau đó. Mới đây, để cổ vũ tinh thần cho các cầu thủ sau chuỗi phong độ ấn tượng, trang chủ của Pau FC đã đăng tải một video tràn đầy năng lượng. Cụ thể, nội dung đoạn video xoay quanh sự cuồng nhiệt của công chúng trên khán đài Nottingham đã có những màn cổ vũ vô cùng cuồng nhiệt với tiếng hò reo và pháo hoa thắp sáng bầu trời League 2. Hòa theo nhịp trống và những tràng pháo tay, Quang Hải và các đồng đội đã gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ bằng một điệu ăn mừng Viking đầy xúc động. Ở thời điểm hiện tại, Quang Hải đang dần được ra sân trở lại. Đây chính là tin tốt đối với chân sút mang áo số 19. Dù rằng tiền vệ của đội tuyển Việt Nam vẫn chưa thể chiếm trọn được suất đá chính, tuy nhiên Quang Hải vẫn có thể lạc quan và khả năng ra sân nếu tiếp tục tập luyện chăm chỉ và đạt phong độ tốt. Bên cạnh đó, vào cuối tuần này, sân chơi League 2 sẽ tạm nghỉ và nhường chỗ cho cúp quốc gia Pháp. Đây là một cơ hội để đội chủ sân Nottingham nối dài mạch thắng của mình khi họ chỉ phải gặp các đội bóng hạng dưới. Cụ thể, Pau FC sẽ có màn đối đầu với Salin Nires, Aigues, Motet, đội bóng hạng 5 nước Pháp trước một đối thủ bị đánh giá yếu hơn rất nhiều. Huấn luyện viên Didier Tholot nhiều khả năng sẽ để các trụ cột nghỉ ngơi và thử nghiệm những nhân tố khác của Pau FC, đặc biệt trong đó là Quang Hải. Nếu như được chiến lược gia người Pháp đặt chọn niềm tin và điền tên vào đội hình xuất phát khi gặp Slidinet, Aigues, Motet, đó vừa là cơ hội nhưng cũng sẽ là áp lực đối với ngôi sao đội tuyển Việt Nam. Tại vòng 12 League 2 mùa giải năm nay, Pau FC giành chiến thắng với tỷ số tối thiểu 1-0 trước Nîmes khi Quang Hải được tung vào sân trong ít phút cuối cùng của trận đấu. Pau FC nhiều hy vọng giành chiến thắng tại vòng 13 League 2 khi họ tiếp đón đối thủ vừa sức Nîmes trên sân nhà. Quang Hải ngồi trên băng ghế dự bị và anh tiếp tục chờ đợi cơ hội vào sân trong hiệp 2 như nhiều trận đấu trước đó. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Pau FC chủ động đẩy cao đội hình nhằm sớm có được bàn thắng. Dù vậy, tấn công vẫn là bài toán nan giải với huấn luyện viên Didier Tholot. Pau FC không có sự đột biến khi tổ chức tấn công. Họ chủ yếu lên bóng dựa vào khả năng xoay sở của Andy Slavetsky hay Stevie Bunas. Bộ đôi này chơi bóng kỹ thuật nhưng lại không có sự đồng điệu với những cầu thủ khác. Chính vì vậy, những pha phối hợp của Pau FC vẫn khá rời rạc và không mang đến sự hiệu quả nào. Trong thế trận ấy, Pau FC đã tìm được bàn thắng vượt lên dẫn trước ở phút 27 sau khoảnh khắc xuất thần của Stevie Bunas. Cầu thủ này có pha đi bóng từ chếch bên cánh phải vào trung lộ trước khi tung ra cú sút trái phá từ cự ly chừng 25m. Bóng đi rất căng, găm thẳng vào góc cao khung thành của Nîmes, không cho thủ thành Aisel Marava cơ hội cản phá. Sau đó ở gần cuối hiệp 2, Pau FC có cơ hội nâng tỷ số lên 2-0 nhờ quả phạt đền nhưng rất tiếc, Coffey đã dứt điểm không thành công. Quang Hải cũng được huấn luyện viên Didier Tholot tung vào sân ở phút thi đấu thứ 85. Tuy vậy, khoảng thời gian 7 phút là quá ít để cho tiền vệ người Việt Nam có thể làm nên điều kỳ diệu. Chiến thắng trước Nîmes cũng đánh dấu lần đầu tiên kể từ đầu mùa Pau FC có được 2 trận thắng liên tiếp. Trước đó, đội bóng miền Nam nước Pháp đã có chiến thắng ngoạn mục trước Annecy với tỷ số 2-0. Ở trận đấu đó, Quang Hải cũng được tung vào sân khi trận đấu gần đi đến hồi kết. Do đó, tân binh người Việt Nam chưa có nhiều cơ hội để thể hiện khả năng của mình. Pau FC dường như đang dần nhập cuộc ổn định tại giải đấu. Sau chuỗi trận mở màn kém cỏi, đội bóng miền Nam nước Pháp có lẽ đã tìm ra được điểm mạnh trong lối chơi cũng như cách sử dụng các cầu thủ đầy hợp lý của huấn luyện viên Didier Tholot. Kể từ khi mùa giải bắt đầu tới nay, trận thắng trước Nîmes mới là trận thắng thứ 3 của thầy trò đội chủ sân Nottingham, vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng, cũng là một vị trí có lợi cho Pau FC trong công cuộc trụ hạng ở mùa giải này. Tại League 2, với cá nhân Quang Hải đã có trận thứ 10 ra sân cho Pau FC mùa này với tổng số thời gian thi đấu là 246 phút. Tiền vệ người Đông Anh vừa mới ghi được một bàn thắng duy nhất vào lưới Rodez, mang về một điểm quan trọng cho đoàn quân huấn luyện viên Didier Tholot. Do đó, Quang Hải được kỳ vọng được ra sân chính ở những trận đấu tiếp theo. Nhưng thực tế, ở hai trận đấu mới gần nhất, chiến lược gia người Pháp đều dùng tân binh người Việt Nam vào sân từ ghế dự bị ở những phút thi đấu cuối cùng.
Với chiến thắng này, Pau FC có 17 điểm, tạm thời leo lên vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng League 2. Ở vòng đấu tiếp theo, Pau FC sẽ quay trở lại khó khăn khi tiếp đón đối thủ Amiens SC trên sân nhà Nottingham. Hiện tại, đội bóng này đang tạm chiếm vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng và chắc chắn sẽ là bài toán khó cần giải đối với Quang Hải và các đồng đội. Các phóng viên báo Pháp La Rep cho rằng tiền vệ Nguyễn Quang Hải rời Pau FC để trở về dự giải đấu như FF Cup sẽ là bất bình thường. Chia sẻ với Vietnam Express hôm 29 tháng 9, phóng viên Georgi Letot dự đoán Pau sẽ không đồng ý để Quang Hải về AFF Cup vì khi đó anh sẽ lỡ 4 trận ở League 2. Quang Hải đang cần thời gian để thích nghi ở League 2, còn Pau thực sự tin tưởng anh ấy, phóng viên này nói. Theo report, Quang Hải chưa chính thức đề nghị Pau FC cho trở về dự AFF Cup. Giải diễn ra từ 20 tháng 12 năm 2022 đến 16 tháng 1 năm 2023, nhưng câu lạc bộ đã nắm được tình hình và sẽ đưa ra quyết định. Một phóng viên khác của La Rep, Lauren Viganasi, cũng có cùng quan điểm này. Quang Hải phải ở lại Pau, anh nói. Để hòa nhập nhanh hơn với đội bóng, anh ấy phải ở cùng toàn đội, tận dụng thời gian nghỉ World Cup để thích nghi tốt hơn. Các câu lạc bộ châu Âu thường than phiền khi phải nhả cầu thủ giữa mùa giải cho giải như vô địch châu Phi, nhưng AFF Cup không thuộc FIFA nên tôi không thể hiểu nổi chuyện này. Hè này, Quang Hải ký hợp đồng 2 năm với Pau, trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên thi đấu cho một câu lạc bộ chuyên nghiệp tại Pháp. Trong trận ra quân League 2, anh vào sân ở phút 60 khi Pau bị Guichem dẫn 0-4. Dù không thể giúp đội nhà đảo ngược tình thế, tiền vệ Việt Nam được chấm điểm cao thứ hai trong các cầu thủ Pau trận này. Quang Hải sau đó được đá chính 2 trận liên tiếp nhưng bị đánh giá là không thuyết phục nên bị đẩy trở về ghế dự bị ở vòng 4. Từ đó, số phút thi đấu của anh giảm dần, thậm chí không được vào sân ở vòng 7 và 8. Đến vòng 9, Quang Hải mới được trở lại từ phút 80 khi Pau hạ Valenciennes 1-0. Anh sau đó về nước đá giải giao hữu quốc tế cùng đội tuyển ở thành phố Hồ Chí Minh. Trong dịp này, cả huấn luyện viên Park Hang-seo lẫn Quang Hải đều công khai mong muốn góp mặt ở AFF Cup vào cuối năm. Tuy vậy, do giải không nằm trong khuôn khổ tổ chức của FIFA, các câu lạc bộ không có nghĩa vụ nhả quân. Để đạt được thỏa thuận, Quang Hải cũng như Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF sẽ phải làm việc với đội bóng Pháp. Các phóng viên báo Pháp cho biết, huấn luyện viên Didier Thorlot sẽ là người quyết định liệu cho phép Quang Hải trở về AFF Cup hay không. Việt Nam ở bảng B với Malaysia, Singapore, Myanmar và Lào. Kỳ trước, thầy trò Park thua Thái Lan chung cuộc 0-2 ở bán kết và bị loại. Việt Nam đã hai lần vô địch AFF Cup năm 2008 và 2018. Quang Hải chia sẻ, tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ nếu được ban huấn luyện tung vào sân và quyết tâm cùng các thành viên đội tuyển Việt Nam cống hiến một trận đấu mãn nhãn dành tặng người hâm mộ. Theo Quang Hải, anh đang thích nghi dần để phù hợp với lối chơi của câu lạc bộ Pau, cố gắng bắt nhịp với lối chơi của toàn đội tại League 2. Khi được hỏi về nguyện vọng khoác áo tuyển quốc gia thi đấu AFF Cup 2022, cựu cầu thủ Hà Nội FC bày tỏ, tôi khát khao được thi đấu cho tuyển quốc gia và đã cùng thầy Park thảo luận về vấn đề này. Tôi sẽ thuyết phục ban lãnh đạo câu lạc bộ Pau. AFF Cup 2022 không nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA và các câu lạc bộ không thuộc đối tượng chịu điều chỉnh bởi luật trả cầu thủ về phục vụ đội tuyển quốc gia, nên việc Quang Hải có được trở về khoác áo tuyển Việt Nam vào cuối năm vẫn còn để ngỏ. Cuối năm,